Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Việt Nam và Đông Nam Á có thể chứng kiến lượng mưa cao hơn bình thường trong những tháng tới, đe dọa gây thêm gián đoạn cho nông nghiệp, du lịch và sản lượng công nghiệp tại khu vực đã hứng chịu một loạt cơn bão vào năm 2024. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán lượng mưa cao hơn bình thường từ Philippines đến Việt Nam từ nay đến tháng 11, phần lớn là do hình thái La Nina, hiện tượng di chuyển nước ấm về phía Tây Thái Bình Dương và mang lại nhiều mưa hơn. Mưa nhiều hơn có thể cản trở các nỗ lực phục hồi ở Việt Nam, nơi đã bị siêu bão số 3 Yagi tấn công vào tháng 9, cơn bão tồi tệ nhất tàn phá Việt Nam trong nhiều thập kỷ, thiệt hại tới 40.000 tỷ đồng. Theo cơ quan này dự báo, trong những tháng tới, số lượng bão có thể sẽ sấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm. Theo đó, trung bình Biển Đông thường đón nhận khoảng 2,8 cơn bão trong thời kỳ này, và trong đó có khoảng 1,1 cơn có khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta. Đặc biệt, các tỉnh thuộc Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng chính từ các cơn bão này. Đáng lưu ý, các cơn bão có khả năng hình thành ngay trên biển Đông, cùng với đó có nguy cơ gây ra mưa lớn, ngập lụt và lũ quét tại nhiều tỉnh miền núi và ven biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 11 năm 2024, các đợt mưa lớn tiếp tục diễn ra tại Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Mùa mưa tại các khu vực này có thể kéo dài hơn so với trung bình hàng năm, khiến việc nhiều địa phương có nguy cơ hứng chịu lượng mưa cao hơn bình thường, từ đó dẫn đến lũ lụt diện rộng và sạt lở đất. Mùa mưa ở trung bộ dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 12 năm 2024, làm gia tăng nguy cơ thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là tại các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Người dân ở các khu vực có nguy cơ cao cần sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Bà Lê Thị Xuân Lan nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ có những phân tích về điều kiện khí tượng, các yếu tố biến đổi khí hậu khiến siêu bão ngày càng nhiều. Bà La nói: "Chúng ta có thể thấy rõ biến đổi khí hậu làm trái đất ấm hơn, nhiệt độ biển tăng thêm là điều kiện lý tưởng để hình thành bão mạnh và siêu bão. Điều kiện để một cơn bão hình thành là nhiệt độ biển từ 27 độ C trở lên. Nhiệt độ càng cao thì năng lượng nuôi bão càng nhiều. Trên các đại dương thời điểm đó lại không có vật cản, không có không khí lạnh" các cơn bão cứ vậy ngấu nghiến năng lượng rồi mạnh lên nhanh chóng. Theo nhận định của bà Lan, với diễn biến này, siêu bão sẽ còn xuất hiện nhiều. Có thể không phải trong năm nay, nhưng các năm tới nữa, tần suất sẽ dài hơn. Đánh giá về các cơn siêu bão gần đây, bà Lan cho biết cấu trúc bão tốt, đối xứng, mắt bão rõ. Với những yếu tố trên, bão trở nên rất mạnh, giữ cường độ trong thời gian dài không bị suy yếu. Sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 15 tháng 10 đến sáng 16 tháng 10, nhiều nơi ở Yên Bái bị ngập sâu, Giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập. Cụ thể, vào thời gian trên, nhiều khu vực ở Yên Bái có mưa vừa, có lúc mưa to. Nhiều nơi đối diện nguy cơ sạt lở đất như thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Yên Bình. Sáng 16 tháng 10, lượng mưa tại xã Lương Thịnh 208 mm, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đạt 199 mm, dẫn tới nước ngập, có nhiều điểm giao thông đứt gãy do sạt lở. Theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, 38 hộ dân ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái phải di rời người và tài sản để tránh ngập lụt. Mưa lớn cũng làm một số tuyến đường tại các xã Y Can, Yên Thành, Việt Hồng, Việt Cường, Hồng Ca của huyện Trấn Yên bị ngập, gây ách tắc cục bộ. Quốc lộ 37 bị sạt lở 3 điểm thuộc địa phận xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Tại thành phố Yên Bái, các tuyến đường như Lê Văn Tám, Hoàng Hoa Thám, Ngô Sĩ Liên và một số khu vực trũng thấp cũng bị ngập úng cục bộ kéo dài. Sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương huy động lực lượng tại chỗ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, cảnh báo các khu vực nguy hiểm, hướng dẫn điều tiết giao thông. Ông Trần Ngọc Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, nơi còn gần 70 hộ dân nguy cơ cao bị sạt lở cho biết, địa phương đã thực hiện cảnh báo đến nhân dân ở các khu vực nguy cơ sạt lở cao và yêu cầu tuyệt đối không trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Đồng thời, phường cũng đã ra văn bản cảnh báo nguy cơ sạt lở và ngập úng cục bộ để người dân chủ động phòng tránh, phân công nhiệm vụ trực ban 24 trên 24 giờ để đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời và xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 17 tháng 10, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giải rác rông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm, mưa tập trung vào chiều và đêm nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 80 mm trong 6 giờ. Theo ghi nhận, nhiều khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Định và Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Châu Bình, Nghệ An 60,4 mm, Hồ Đồng Chùa, Thanh Hóa 31,6 mm, Lộc Ngãi, Lâm Đồng 47,8 mm, Vĩnh An, Bình Định 82,2 mm, Gia Huynh 67 mm, Suối Kiết, Bình Thuận 41,2 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên trường dốc tại nhiều huyện của năm tỉnh thành. Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa gồm các huyện Bá Thước, Như Thanh, Như Xuân, Thạch Thành, Thường Xuân tỉnh nghệ an gồm các huyện anh sơn con cuông quế phong quỳ châu quỳnh hợp tương dương tỉnh bình định gồm các huyện tây sơn vân canh tỉnh bình thuận gồm các huyện bắc bình đức linh hàm thuận bắc hàm thuận nam tánh linh tuy phong tỉnh lâm đồng gồm các huyện bảo lâm cát tiên đạo hoai đạ tẻ di linh đơn dương đức trọng lạc dương lâm hà và thành phố đà lạt Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên trường dốc. Tin bão mới nhất của Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cho biết, cơn bão mới tiềm tàng sau siêu bão Milton trong mùa bão Đại Tây Dương 2024 hiện là một vùng áp thấp nằm trên vùng biển nhiệt đới trung tâm Đại Tây Dương, đang gây ra những trận mưa rào và rông bão giải rác. Trung tâm bão quốc gia Mỹ NHC hiện đang theo dõi áp thấp AL94. Nếu áp thấp này mạnh lên thành bão nhiệt đới, sẽ được đặt tên là Nadine và có khả năng đe dọa các khu vực vừa bị bão Helen và siêu bão Milton tàn phá trong những tuần gần đây. Dự báo bão mới nhất của Trung tâm bão quốc gia Mỹ cũng cho rằng áp thấp AL94 có khả năng trung bình tức từ 40 đến 60% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong tuần này. Dự báo của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ nêu rõ, hệ thống này dự kiến di chuyển về phía Tây sang phía Tây Tây Bắc, với các điều kiện môi trường thuận lợi để mạnh lên từ giữa tới cuối tuần này. Bản tin nêu rõ, một áp thấp nhiệt đới có thể hình thành khi hệ thống này tiếp cận hoặc di chuyển gần quần đảo Leeward vào nửa cuối tuần này. Tuy nhiên, trong nhận định mới nhất của nhà dự báo bão, Jeff Beradelli của WFLA. Vịnh Mexico có khả năng sẽ chặn đứng sự hình thành của các cơn bão lớn trong tương lai gần. Nhà vào hệ thống áp cao ở phía Bắc, đường đi của AL94. Trong khi đó, nhà khí tượng học Chris Mukahi cũng nhấn mạnh, dù áp thấp AL94 có khả năng mạnh lên, nhưng một hệ thống áp cao sẽ ngăn không cho áp thấp này xâm nhập vào vịnh Mexico. Qua đó, loại bỏ khả năng đổ bộ vào sinh hải của Florida hoặc tác động tới Carolina. Nhà dự báo bão hàng đầu của AccuWeather, Alex da Silva, trước đó cho biết nhóm dự báo rất tự tin rằng có điều gì đó sẽ phát triển từ áp thấp AL94, dù hệ thống này có thể không ảnh hưởng trực tiếp tới Mỹ. Thay vào đó, cơn bão có thể sẽ đi qua Puerto Rico, Cộng hòa Dominica, Haiti và Jamaica.